Cho nên hôm nay tất cả hội thiên ở hải ngoại khắp năm châu và ở nước Việt mấy chục triệu người, mà chỉ cần khấn thôi thì những chư thiên trên kia đó là cùng là nhìn anh em với mình, chị em với mình xuống giúp mình, xuống để mà hỗ trợ cho mình đường tu tập và khai cái tâm của mình. Cho nên tại sao dấu ai đeo dấu thiên tâm nó rất là màu nhiệm là vậy. Và đồng thời có 36 tầng trời, có thiên long bát bộ, có những vị mà thánh của bên công giáo, những vị thần, những vị của tiền sử của trái đất này mấy nghìn năm, và đồng thời những vị bên Hồi giáo cũng gia hộ với dấu thiên tâm. Dấu thiên tâm rất là màu nhiệm, đã xuất hiện ở trên Sài Gòn và đã cứu rất là nhiều người trong 5-7 năm gần đây, từ thời Covid tới hôm nay, ai cũng hiểu cái đó. Trên cái bầu trời Thiên Long Sơn này, dấu thiên tâm cũng đang nằm ẩn ở trên đó nữa.